Được cho ra mắt vào năm 2024, bộ sưu tập Spirit of Big Bang của Hublot đã gây tiếng vang lớn khi đã thu hút được sự chú ý của đông đảo giới đam mê đồng hồ với những thiết kế độc đáo, tone new. Mẫu Spirit of Big Bang Tonograph King Gold Blue Ceramic 42mm với mã sản phẩm 642OL-7180RX nổi bật như một biểu tượng của sự sáng tạo không ngừng nghỉ và tinh thần đổi mới liên tục của thương hiệu Hublot. Vỏ đồng hồ làm từ chất liệu hợp kim vàng King Gold, độc quyền của Hublot, phản chiếu ánh sáng một cách đầy quyến rũ và quý phái. Thiết kế đường kính hoàn hảo 42mm, một con số vừa vặn để ôm trọn cổ tay của cả nam và nữ, mang tới sự hài hòa và tinh tế trong từng đường nét. Hơn nữa, sự pha trộn nghệ thuật giữa gốm sứ xanh Cobalt của vành bezel cùng ánh sáng rực rỡ của King Gold không chỉ tăng thêm phần sang trọng mà còn tôn lên sức hút mê hoặc của tổng thể đồng hồ, đồng thời đảm bảo độ bền bỉ và khả năng chống trầy xước tối ưu. Dưới lớp kính sapphire chống chói, mặt số màu xanh lam đậm phát sáng đầy bí ẩn và quyến rũ, tạo nên một hiệu ứng visual đầy ấn tượng. Ngoài ra, các kim và chỉ giờ được phủ một lớp vàng ống, không chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ mà còn giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc quan sát giờ. Chiếc Hublot Spirit of Big Bang King Gold Blue Ceramic 42mm sử dụng cỗ máy Caliber HUB 4700, vận hành ở tần số 5 Hz, mang tới độ chính xác rất cao trong mọi chi tiết hoạt động, với khả năng dự trữ năng lượng lên đến 50 giờ. Bộ máy không chỉ đảm bảo sự ổn định mà còn tối ưu hóa hiệu suất, đáp ứng mọi yêu cầu về độ chính xác và hiệu quả trong thời gian dài. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.